Dạ con xin mến chào tất cả quý cô chú anh chị và các bạn trên kênh Bonsai Lộc Tỉnh Miền Tây. Chúc quý cô chú anh chị và các bạn ngày mới thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Thì hôm nay con lại ghé lại nhà của em Tuấn Anh nữa cô chú, quay giới thiệu cho mình một cái lô mai chiếu thủy chung nu mặt khỉ ha, da đen. Những cái lô trước Tuấn Anh cũng đã giao lưu khá nhiều rồi, cô chú cũng biết trên này. Thì hôm nay con mời cô chú cùng tiếp tục theo dõi với con ha cô chú. Rồi chào Tuấn Anh ơi. Dạ chào cô chú anh chị. Dạ hôm nay em lại tiếp tục về một lô mai chiếu thủy nu mặt khỉ da đen để phục vụ cô chú anh chị mình những dịp cuối năm. Cô chú anh chị nào yêu thích thì ủng hộ cho em, nhấn đăng ký kênh để nhận được những cái clip mới nhất. Rồi, để mình vô luôn đi ha. Dạ. Đầu tiên là cây mã số 1. Mã số 1 ha. Dạ. Rồi. Cây này dòng nó cũng có tai cành tự nhiên hết nè cô chú. Tai cành tự nhiên ha. Nha, cành 1, cành 2 nè. Cứng ngắc ha. Cành phong sao ngọn. Rồi, Tuấn Anh đã vệ sinh xịt rửa rồi cho mình hết nha cô chú. Dạ, cái này còn mới bứng, còn mới xịt gông, nó còn ướt nhẹp luôn nè cô chú. Rồi, mới về là mình xịt mình làm liền luôn dạ. Ha. Rồi cô chú xem luôn. Cái chiều cao tổng cô chú ơi. Chiều cao tổng nó là 65 cô chú ơi. Rồi, 65. Quỳnh thân này là 14 còn tính 13 thôi. Rồi, cái chỗ này nó không cắn nu luôn nè. Đó là có trừ heo hết nha cô chú. Dạ, trừ heo một phần mình hết. Tốt thằng tới cái tai cành đầu tiên của nó là 37. Rồi. Rồi cái lô này con cũng báo là đồng giá hết là 600. Rồi, cô chú cứ việc mà mình lựa chọn mã số thôi ha. Dạ. Chọn mã số ha. Cô chú anh chị nào lấy một cặp thì con bớt cho mình 50.000 tiền ship. Nu mặt khỉ nha cô chú, da đen mặt khỉ ha. Dạ. Đó. Cây này con mới xịt gông á, thành ra thấy nó sạch. Rồi, cô chú rồi. Lấy nhiều nhiều cây thì Tuấn Anh có giảm bớt cho mình luôn ha. Dạ, xuống cây. Rồi, mã số 1. Số điện thoại Tuấn Anh con để trên góc trái phía dưới màn hình nha cô chú. Tiếp theo là mã số 2 cô chú. Rồi, trực tiếp. Giờ con mới xịt nước á, nó hơi bị ướt. Rồi. Số 2. Số 2. Cây này thì cũng nu đều từ trên dưới luôn cô chú ơi, từ gốc luôn. Đó. Rồi, em quay đi. Rồi. Nu đều từ trên luôn ha. Dạ. Đặc biệt cây này có con chòm trên này. Đó. Cái chòm đó mình tẻ dưới này cho sạch cho mình lên đó mình chơi trên đó. Cây này thì cắt trừ heo ha. Về dạ. Mình cắt lại theo ý mình. Chiều cao tổng nó là 56 cô chú ơi. Rồi, cao 56. Này khỏi đo tàn đi. Rồi. Quần thân nữa ha. 12 cô chú ơi. 12. Dạ, có trừ heo hết phần hết cô chú. Cái này là báo là mình không có đế ha cô chú. Dạ. Ít yếu đế lắm tại vì dòng này nó lên nu hết trơn rồi, nó nuôi nu hết trơn rồi, nó không có đế. Rồi, nhưng mà cây thì khỏe lắm. Số 2 con cũng báo đồng giá là 600. Rồi, 600k luôn. Rồi, số 3. Tiếp số 3 là một mã 3 là một cây mini. Cây này uống lượng ha, lắc dữ nó ha. Nó sắn, nó nhỏ nhưng mà nó sắn cô chú. Cây này nhỏ nhưng mà sắn dặn nè, cô chú anh chị mình cắt những cái tay này ra là thấy nó sắn dữ lắm, sắn luôn. Rồi. Thấy cái thân. Cây này theo con được biết là con có hỏi chủ lại là người ta có uống không cô chú? Ta cắm cây sậy người ta quấn thân từ nhỏ á. À. Bởi vì nó sắn như vậy á, chứ không phải là tự nhiên. Rồi. Nhà mình cứ tưởng đâu là tự nhiên mà tại vì cái vườn này con thấy đa phần nó đều sắn như vậy. Cây mã số 3. Số 3 ha. Dạ. Rồi chiều cao cô chú. Cây này nhỏ nhưng mà sắn đẹp ha cô chú. Dạ, cũng đồng giá luôn nha cô chú. Chiều cao là 48. Rồi, cao 48. Cái này là khúc trên nhỏ là cái hoành dưới nè. Hoành này không cắn nu luôn nè, 11. 11 ha. Đây, rễ đây cho ha. Thịt rễ trắng cho ha. Dạ. Đâu em quay vòng cho cô chú thấy cái rễ. Cây khỏe lắm ha cô chú. Rễ trắng đó chứ. Cái này cũng mới bứng về luôn cô chú. Mà dòng này nó cũng mạnh lắm cô chú ơi. Mình ít khi nào có trục trặc lắm ha. Cô chú anh chị nào có yêu thích á mà thôi. Cái này cũng cận Tết quá, nếu mà mình không có nhận cây được trong thời điểm này thì gửi lại con qua Tết con ship cũng được. Cứng mình luôn. Dạ, chốt mã số thôi. Rồi. Cây mã số 3. Số 3, 600k luôn ha cô chú. Là con xin nhắc lại là đồng giá thôi ha. Đồng giá 600k, mình chỉ cần lựa chọn cái mã số thôi. Cái dáng cây. Có cây này được cái củ nở mà có đế nè. Cây này củ nở luôn ha, có đế luôn ha. Ừ, cây này thấy có đế nè. Rồi, nu từ trên đến dưới luôn ha cô chú. Nu đều đặt từ trên đến dưới luôn. Giờ nó hơi ướt đó cô chú. Số 4 ha. Số 4 của chú à, phong cao. Thoát thân cao luôn, nu đều luôn. Có đế luôn. Chiều cao tổng nó là 70 luôn cô chú ơi. Rồi 70. Mình năng đo trên này đi rồi xuống đo xuống cái cũ. Này có 14 á cô chú. Rồi 14 ha. Dạ. Mình trừ heo hết trơn luôn á cô này chú. Này có cái cũ nè. Cũ này tới 19 nè cô chú. Rồi cũ 19 ha. Này dạ. Tuấn Anh mới về làm chưa có gọn nha cô chú. Về dạ. Mình sẽ hoặc là Tuấn Anh sẽ cắt gọn lại cho mình. Đó. À, có đế luôn ha. Đặc biệt cây này có đế. Mình thấy là có đế. Mà nó nu đều luôn cô chú ơi. Nu đều gãy ghép. Hột to 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 ha, từ trên dưới luôn. À. Ra tới tay cành. Rồi, cũng 600k luôn ha. Dạ.
Bao ship nặng quá. Chị xem clip và ủng hộ cho em Tuấn Anh. Các bạn thích kênh thì và chưa đăng ký kênh thì nhấn đăng ký kênh ủng hộ giúp con hát cô chú. Đăng ký kênh để mình cùng rồi. Theo dõi. Tiếp theo là mã số 5 cô chú. Vô luôn. Được rồi, tiếp theo là mã số 5. Giờ cái bầu nó hơi ướt. Cái này thì còn tay cành nó đóng thấp. Chiều cao nó là 57 cô chú ơi. Rồi 57. Đóng thấp nhưng mà đóng đều cô chú. Hoành ngay đây là 12. Rồi hoành 12. Cái cũ dưới nó là bự hơn cô chú. Này con đo cái khúc trên này là 12 đó. Rồi. Này tay cành nó đóng cũng khá đều nè. Tay cành đóng đều. Dạ. Yeah. Mình về mình chọn lọc những cái cành nào mình xài, còn mấy cành không xài mình cắt bỏ hết. Rồi cây mã số 5. Rồi, giá cũng là 600 luôn cô chú ơi. Giá cũng 600 luôn. Rồi đổi luôn em ơi. Rồi số 6. Số 6 thì cây này cũng có mấy cái tay cũng quái quái ha. Dạ. Rồi mình có thể chừa lại mấy cái tay này để mình chơi nè cô chú. Chừa mấy cái tay này. Cái tay này là con chừa nó tự nó rút xuống luôn nè cô chú. Rồi. Cây này thì nu đặt cứng ở phía trên luôn. Nu là cứng ngắt ở phía trên luôn. Đó. Rồi. Chiều cao tổng nó là 60 cô chú ơi. 60, nó cũng xem nhau. Cái này là cái phần này nằm ở dưới đất rồi cô chú. Nó đắp cái mô lên nè. Dưới cái mặt đất đó phải không? Đúng rồi, bởi vì nó trắng xíu rồi đó. Còn phía trên nó đen. Bây giờ nó mới lộ ra ha cô chú. 14, 13 cô chú. Rồi 13 ha. Dạ. Giờ nó mới lộ ra. Ở trên thì nó đen. Yeah. Mà nó đen mà Tuấn Anh đã xịt rửa luôn rồi đó cô chú. Cho nên là cô chú anh chị mình để thời gian cái da nó đen lại à. Tại này con xịt cho nó sạch gông á. Gông ha. Nó chóc cái lớp da bên ngoài luôn nè. Cho mình. Chứ thiệt ra là da của nó là da đen. Vệ sinh cho mình luôn. Mã số 6. Rồi, cũng đồng giá luôn cô chú ơi. Cái này cũng sắn lắc ha. Dạ. Yeah. Rồi. Rồi xuống cây. Rồi. Rồi số 7. Tiếp theo là mã số 7 cô chú ơi. Cây này nó sáng ác lắm cô chú. Cây này cũng sáng cũng ác ha. Nó nuôi gì tới cái cành nó còn quá trời luôn rồi cô chú. Sáng dữ lắm. Đó. Đặc biệt là nó cây này cũng nuôi từ trên dưới luôn ha. Yeah. Số 7. Chiều cao của nó là 59. Ờ, cao 59. Hoành thân nó còn 15 tính 14 thôi. Rồi. 14 hoặc 13 cũng được cô chú. Nó cắn mấy cái nâu quá cô chú. Cái hoành đo không có chính xác lắm đâu. Rồi cái này về mình cắt lại hả cô chú. Dạ. Tùy thích thôi. Nhiều nhánh lắm. Mã số 7 cũng là 600 luôn cô rồi, chú. Số 7 cũng 600 luôn ha. Đây. Dạ. Đặc biệt là càng lên trên ngay chỗ mấy cái nách đó hả cô chú. Nó nâu nhiều lắm. Đó. Còn xuống cây luôn. Rồi. Số 8. Rồi, tiếp theo là số 8 nè cô chú. Cũng lắc, cũng sắn nữa ha cô chú. Lắc cũng sắn. Này thì nguyên cục ở dưới này luôn. Đó. Đây. Có lắc có dặn luôn ha. Có lắc có dặn. Chiều cao 57 cô chú ơi. Rồi. Nu ra đây mặt khỉ ha cô chú. Này 15. Rồi, 15. Còn nhắc lại đến thôi cô chú mới xem vô không biết cái dòng gì. Đây là nu mặt khỉ da đen. Chứ không phải nu đột biến hả cô chú. Nó cũng tương tự với nu đột biến nhưng mà nó không phải. Rồi cây mã số 8 luôn cô chú. Cũng 608 ha. Rồi. Tới số 9 cô chú ơi. Cây này hơi lùng. Cây này lùng nhưng mà nu nhiều lắm. Nu cứ ngắt luôn. À. Số 9 ha. Cái này cái có cái gọng cong cong ha, cái gọng cái ngọn nó giống cong. Rồi. Cái gọng ngọn nó cong qua đây cô chú. Cái này là cái. Đây số 9 cô chú ơi. Số 9. Rồi chiều cao thôi. Cao nó bên này 50 cô chú ơi. Rồi 50. Cái này nó đắp mồ lên cái ở dưới nó trắng mình, khuyến. Mình moi ra luôn ha, trắng. Này 13 nè cô chú. Rồi, không bị cắn nu luôn á. 13. Đây nè, cái dạ dưới này cô chú nu đặt mình lên trên. Đó. Cô chú thấy. Rồi, con xuống cây. Rồi. Cũng là 600k hả cô chú? 600k. Lô đồng giá.
Nếu cô chú chốt nhiều nhiều cây thì Tuấn Anh có bớt cho mình luôn. Đồng giá mà bao ship luôn nha cô chú. Đồng giá bao ship. Rồi, tiếp theo là mã số 10 cô chú ơi. Rồi. Số 10. Tại cái này có cái tài cành thấp quá ha. Dạ, mình để cũng được, mình cắt cũng được. Tài cành thấp. Anh thấy cái tài này nó đóng khéo quá, còn để luôn á cô chú. Để mình chơi quá quái cũng được cô chú. Cũng có cái nét lạ. Chiều cao nó là 57 cô chú ơi. Rồi 57. Cây này phía dưới này nó mọc chồi dữ vậy đó ha. 12. Rồi 12. Đây. Chồi nó rồi cô chú. Quá trời luôn. Cái này thì mình chỉ cần cắt ra cái là xong rồi. Đó. Rồi. Rồi, cây mã số 10 cũng là 600 cô chú ơi. Rồi 11 luôn ha. 11. Theo mã 11 của chú. Cây này thì nó dặn dữ lắm ha cô chú. Cái 11 này ác cây. À trời. 11 này nu cũng nu nhiều nữa. Rồi, nước quá khó ghi cái mã số. 11. Cây này đặc biệt con khúc trên này nó tập trung nó nu quá trời ha cô chú. Đây. Tập trung nó nu lên trên này cô chú. Nó sắn nhìn đẹp lắm cô chú. Rồi. Cái này cô chú anh chị mình cắt hết mấy những cái tay cành này ra nè, nó ra cái đường thân nó đẹp lắm. Không cho không xấu luôn. Cây này hơi cao. Chiều cao tổng là 70 cô chú ơi. Rồi, cao 70. Mình nghe đây là 14. Rồi. 14 của anh ha. Dạ, cũng đồng giá luôn cô chú. Đồng giá luôn. Đây cô chú. Này tập trung lên nó nu dữ lắm, nu ở khúc trên này nè. À. Nó nu cây này nu lên tới ngọn luôn. Cái này mình để phong cao cũng được, cắt phong lùng cũng được cô chú. Rồi, cây này nó cũng có mình đủ tay cành để mình chơi. Em dừng vị trí đó giùm anh nha. Đây, cô chú thấy nó dặn nó lắc không? Đó, có cái co lắc này lên đây nè. Rồi, đổi luôn em ơi. 12. 12 12 là một. Cái này cũng lắc cũng dặn luôn nha cô chú. Tiếp theo là mã 12 cô chú ơi. Đây. Đó. Tập trung lên trên không ha. Dạ. Nu thường là tập trung lên trên nhiều ha. Đó. Con cho thông số cũng lắc léo. 70 cô chú ơi. 70. 11. Rồi, 11 hoành ha. Cái cây này Tuấn Anh có trừ heo cho mình hết nha cô chú. Chỗ này nó không bị cắn nu luôn á, thịt nạc không á cô chú. Rồi, cây mã 12 cũng là 600 luôn cô chú. 600k bao ship. Hai cây thì hai cây trở lên thì có bớt ha. Dạ, lấy cô chú anh chị mình lấy số lượng nhiều thì con bớt theo số lượng. Rồi. Tiếp theo luôn. Là cây số 13 ha. Cây 13. 13. Nước quá. Cây này cũng lắc nữa cô chú. Lùng khéo cây. Đó. Cái ngọn nó có cái cành nó cong cong rồi nè. Mình chơi cái mình cắt bớt ha, mình cắt bớt mình lấy cái ngọn này cũng được nè cô chú. Mình cắt hai cái tay này bỏ nè, ba tay này luôn. Đó. Đó, mình cắt ba tay này ra cái mình làm sẹo lại cô chú. Còn những cái tay cành này mình sẽ con vô lại chứ. Rồi. Nu da đen mặt khỉ. Chiều cao của nó là 45 cô chú ơi. 45. Cái này hơi lùng. Còn nay đây là 13 tính 12 à. Cái này nếu mà ship không được thì mình cứ gửi đây ha cô chú. Dạ qua Tuấn Tết rồi con. Mời qua Tết gửi cho mình ha. Cây thì khỏe lắm không có việc gì đâu. Cây này, dòng này. Đó. Rồi, cây mã số 13. Số 13 ha. Đây. Như mặt con khỉ vậy ha. Đó. Có hai cái trán nó vồ ra nè cô chú. Rồi, đổi luôn em ơi. 13. Rồi, số 14. 14. Đây. Cái này nu bít chịch ở trên luôn. Còn nhiều tay cành lắm, Tuấn Anh chưa có cắt lại cô chú. Về là xịt rửa không cái quay liền cho nên là chưa có làm gọn. Thì cô chú về mình thích cắt theo kiểu gì đó mình cắt, hoặc là Tuấn Anh cắt giùm cho mình luôn ha. Cứng ngắt luôn. Xin cho thông số cái cây này nó có cái tay cành nó giống như bị giống dán gió lùa 65. Rồi. Dán này mình chơi gió lùa đó nè cô chú.
tay cành nó siêu về một bên ha. Dạ. 14 cô chú ơi. Rồi 14. Nó tay cành bên này nó siêu về một bên luôn cô chú. Đây. Cứng mình luôn. Nó lai gai từ trên xuống dưới luôn ha cô chú, đặc biệt ở trên thì nó dày đặc, ở dưới thì thưa hơn. Đây cây này có đế luôn ha. Cái này có cọng hay cọng? Có cọng hay cọng đế luôn ha. Dòng này nó ít có đế lắm. Rồi. Rồi cây mã 14. Cũng là 600 ha cô chú, 600k. Số điện thoại quen thuộc của Tấn Anh con để trên màn hình, cô chú trực tiếp mình alo. Cây mã 15 cô chú ơi. Rồi. Cây mã 15 này nu khéo không? 15. Ừ. 15 này nu é cô chú. Rồi, nó có một cái chòm ở đây luôn. Nó cái có cái thắt ở đây ha, cái chòm lên đây nó nở ra cái nó nu rồi cô chú. Dặn ghê lắm ha. Đây. Đây, mặt khỉ ha. Đó, giống như mấy mặt khỉ ở đây. Đây. Chiều cao tổng nó là 59 cô chú ơi. Rồi, 59. Hoàn thân được nhiêu đây? Này 13 cô chú. Rồi, hoàn thân 13. Cây mã số 15. Một dòng nữa đây ha. Con xuống cây luôn. Rồi, cũng 600 ha cô chú. Rồi, 16 ha. 16, cũng là cây cuối clip. Cây cuối cùng luôn ha. Dạ. Cuối clip hôm nay ha cô chú. Dạ, cây này là nhỏ nhưng mà nó đóng nu cũng khá đều cô chú. Thoát thân cao ha. Dạ, cây này dễ chơi lắm cô chú. Mình cắt hai tay cành thì mình để cái ngọn đó là mình chơi được. Nhỏ, thoát thân cao, lắc lượng. Đây. Cây này tay cành nó đóng cũng tay đều. Cành một chòm ở trên. Mình về mình chơi giống như cái tàn dù vậy đó. Rồi. Rồi, cho thông số luôn em ơi. Chiều cao 65 cô chú ơi. 65. Cái này ở trên này nó nhỏ nhưng cái củ với nó nở nha cô chú. 12. Rồi 12 thôi ha cô chú. Yeah. Nu thì đều, lai gai từ trên dưới. Cái củ này nó có mấy cái chồi nó kéo ra, thành ra dưới này nó bự hơn cô chú. Nó khoảng 18 đó cô chú. Rồi 18. Nó những cái chồi này ra nè. Đây, nu cây này thì nu không nhiều nhưng mà nu đều từ trên dưới ha. Nha. Yeah. Nu đều. Rồi giá cũng là 600 luôn ha. Dạ, cây mã 16 cũng là cây cuối clip. Rồi. Dạ. Cuối clip con cũng xin chào cô chú và chúc cô chú anh chị mình những ngày cuối năm thật là hạnh phúc và tràn đầy sức khỏe. Dạ con xin cảm ơn ạ, xin chào ạ. Rồi. Cảm ơn Tấn Anh đã chia sẻ. Cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi clip, con cũng hẹn gặp lại trong những clip tiếp theo. Con xin chào.